Giang xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay ba chị em Giang đi ruộng đổ dớn, đổ dớn một cái tép về mình làm bánh à. Nhìn về bên đây không trời không cá không thấy được. Sao đi ruộng là vui, tới đi chợ nó mới vui chứ. Chợ nhìn ta thôi. Vô ăn thấy mồ. Bơm nước dục quá ha. Ôi, có cá nhảy kìa. Ôi trời, em xuống đi. Mọi người trên đây đi, em xuống cho. Biết chi không? Gió quá. Ôi trời, thép nhóc chân luôn. Ôi, quá. Quá quá trời luôn. Hàm quá. Một cái là quá luôn. Đổ vô tay. Đổ tiếp đảo lên. Khỏi khỏi khỏi. Quá trời cá. Quá rồi. Dạ, luôn. Có một cái bụng vậy nè. Bội thu rồi. Mát quá trời. Bay đi về luôn rồi nè, chứ mát gì nữa. Bơi lại. Mát quá trời. Vì qua bên cái cho đó một cái rồi mới trở về tút kia rồi mình thả trôi trở lại này, hồi thả trôi lại luôn à. Bữa nay mình dở ba cái dớn. Nghĩ lên rồi, chặn rồi. Nghĩ lên cô, nghĩ lên đổi lòng ruộng đây. Hồng nước có dần tới đâu, ốc có đổi tới đó. Tới cái thứ hai luôn. Ý, cái này sao có miệng hổ vậy? Nó hơi sưng tê rồi. Cầm mày cầm cầm. Cái này nó có cửa à. Mở mở. Cái này ít hơn cái năm nào xả lúa cũng có dấu bất chẳng nha. Bỏ xuống chút. Dấu bất lại đi ruộng nó mới lạnh. Con cá khó quá trời. Cuộc chạm trình cái này thất thu hơn cái nãy à. Thất hơn.
cái cửa. Ủa năm nay em thấy nó chạy cua nhiều hết. Wow. Em có thấy đường đâu, nhìn mặt trời nó ngược không thấy đường. Tôi cũng chẳng thấy đường luôn đó. Chị nhá này cái lưng dớn là được đó. Chạy thẳng tới đi, thẳng tới đi rồi qua. Qua thẳng luôn đi ba. Tới nó không hiểu hết mà. Kiếm tép về bằng bánh khọt ăn này mà không biết có nhiều không. Để biết là cá tép về làm, lấy tép về làm gì không? Đổ bánh khọt ăn làm gì? Ok không? Chó bắt rồi. Mà vừa đổ mà lấy ra cái nào mà ăn cái đó đó ha. Ăn bánh trời nóng luôn ha. Ngon. Nghĩ ăn bánh nguội vậy. Đây chị Út, chị ba dưới. À, sướng cuộc đời. Cuốn cô bà tép rồi cô. Thấy không? Phải gông. Gông gông. Ôi lỗi, xin lỗi nha mấy ha, trời nắng quá tối mình không thấy. Gông. Chị lại chị bợ cái cửa thì chị. Nữa rồi đó hả? Ừ. Ờ cái nào ba. Mà chị mở này ra. Chị yêu dấu. Ủa? Ủa này có mấy con vậy? Không, dạ không. Coi. Có ít hả? Dạ. Dạ. Ba. Ừ, chân. Sợ đi. Chân. Nó chịu à. Rồi bỏ xuống, nhắm xuống dưới, tôi nhắm xuống dưới. Đúng, đẩy xuống. Đúng rồi đó. Rồi đưa đây cho em. Rồi. Kép bành bành không à. Bếp mà nó ít. Nó thấy không? Cá nhóc trơn luôn. Cá sặc gằn nhóc luôn nè. Không buộc cho người ta. Em đang đi tìm cái đuôi. Đấy này, đẩy lên chị, đẩy lên, cắn giò em. Đi là được rồi ha. Rồi. Tiếp vụ mà cá lóc kiến nhất trơn ha. Ừ. Cá đầu kiến chỗ nào em thấy cũng sống nhưng mà ở dưới sông nó làm hang nhiều hơn ở trên ruộng đâu có làm hang. Dạ bữa nó tâm bơm hết trơn rồi là nó đâu có là trên ruộng nữa đâu. Nước lên là nó được ở trên ruộng thôi. Rồi đi về thôi cả nhà ơi. Về hướng nào ạ? Nhắm hướng đi chị. Hướng cây dừa hả? Mặt trời lặn. Hướng mặt trời lặn. Leo lên, em vô giữa rồi. Chạy leo lên thả trôi. Nước xuôi mà. Trôi tới đâu? Trôi tới Quế, nghĩ gì? Cố lên rồi. Cố lên, bỏ cái chân dưới đó anh. Cố lên. Ủa sao không đụng sâu rồi, em đang đụng tới đất rồi đó. Con tép của mình bự quá. Con chơi chỗ này nè. Ờ, được quá. Hai cá. Được không? À, lên bạo rồi. Cái mẫu á. Ừ. Tép mà tép mình đặt vớn nó bự. Ừ. Chả bá gì. Bự quá chắc sao nha. Rồi kết quả đổ vớn của mình được bao nhiêu cá này. Rồi xúc vô thao chị. Cá sặc gằn nãy giờ em lựa để đó đó. Em ơi.
cái chê nó về em thấy luôn á. Trời, thấy cái chê rồi. Trời, hồi nãy cô đỡ con thấy luôn hả? Không. Tủ nó đứng cho tháng chờ. Đứng đó là kiến đúng không? Dạ trời. Đầy tha quá. Nó không đầy nữa, nó dung lên rồi. Hết rồi, thả cho mày đi đi. Rồi, xong. Ừ, xong. Có chuồng này đi, đổ vớt. Rồi, khiên chơi. Rồi. Yeah. Chị ba cột lên nha, chị ba cột chuồng nha. Được bao nhiêu cá đây? Đây. Rửa ở đây đi. Rồi, mình đổ vớt vậy mình lựa được bao nhiêu tép này. Ngon quá luôn. Tép này mình để đổ bánh khọt. Ngon không chị ba? Ngon. Bữa nào tép mình đổ vấn về giờ mình làm bánh khọt. Giờ tôi ngồi đây tôi làm vừa. Tao hay nha. Thì hai đứa mình làm chung được không? Được, hai đứa mình. Người có bên mà bên kia tôi bên đây thì có ai đụng ai đâu, không hai đứa mình. Không có miếng nước nè. Cái mâm đẹp quá ha. Đúng rồi. Bà này có tặng mâm sự nè. Bà nào ạ? Chị Thấm. Chị mời mốt kêu bà tặng cho mình thêm cái nữa đi. Chiếc này bớt qua bả rồi, được hai cái mâm sái rồi, mới bớt nè, rồi. Bắt mâm làm việc đi. Mua đồ nhà bả không à. Đây, giờ làm được, bánh mâm quá rồi. Mình sắc hành, hành lá, mình luộc đậu xanh chín, mình cho đậu xanh vô luộc. Đây là nước cốt nhất. Rồi mình đổ xong mình cho lên trên mặt. Còn như là mình để bên tép. Bên đây là đậu xanh. Rồi bây giờ nhân đậu xanh thì làm xong rồi, giờ là tới nhân tép. Chị ba ướp thì ba. Ướp nhân tép hả? Một miếng nước mắm. Miếng đường. Miếng hạt nêm. Miếng muối. Miếng tiêu. Mình xòm hai chục. Mình làm bánh xèo. Ủa, cái này mình làm bánh khọt bằng bột hương xưa. Bột này mình làm bánh xèo nè. Nhưng nhiều quá mình làm hai bịch luôn đi. Là nước cốt rồi lại cái nữa tôi cứ cặn thôi. Bột này có nghệ sẵn rồi, có màu vàng sẵn rồi. Cũng có hành sẵn luôn. Nước cốt này ở dưới tép này ha. Nhưng nước cốt nhất đây. Quá trời ngon không? Thơm luôn hả chú? Thơm luôn.
sẽ đặc à? Đừng có đặc đặc vậy đó. Mình pha bột xong rồi giờ mình đi đổ bánh luôn. Rồi mình pha bột với mình làm nhân xong rồi, bây giờ tới khâu cuối cùng là mình đổ. Khâu cuối cùng hay là khâu thứ ba? Cuối cùng là ăn ha. Ừ. Rồi nắm khuôn rồi giờ mình pha dầu vô. Nửa bên đây của chị Ba nè. Nửa cái nha. Ừ. Ai là xâm phạm là không được nha. Đâu bà cái này của mình nha. Ai đổ cái nào ăn cái đó nha. Ừ. Vậy em ăn cái gì? Ăn bột. Ê, từ từ chứ bà đừng chiếm hết luôn đi. Nhiều nhân á chị. Nhìn của mình dư nhân ạ. Tép mình nhân rồi đúng không? Ừ, nhiều luôn đi. Ok, nhân đi. Ừ. Đó. Mau mau lên chị. Nếu là cái chảo mình nó nóng quá mới cái đầu á nó khô nước. Trời ơi, để em coi coi. Cái này ngon rồi nè, cái này lấy trước nè. Đó đó, cái đậu của mình ngon nha. Cái đậu của ai? Đậu của chị Ba. Nó còn ướt ướt vậy nó mới ngon đó. Mà cô chị Ba bên đây đổ, bên đây Vĩnh là bên đây ăn rồi. À bển đi. Chừng nào tới bên bà đi rồi lấy. Cái này chín nè, cái này chưa chín thung nè. Nè, cái này chín nè. Chị Ba ăn đi chị Ba. Qua đây chị Ba. Nóng, ấm, ấm, để đi. Giờ chị Ba đi cắt rau, mặn bánh rồi mới ăn ngon chứ. Thank you.
chở cái bánh cho đều cái bánh. Rồi, bánh khọt mấy chị em dân làm xong rồi, mời má ăn bánh khọt, mời cả nhà ăn bánh khọt. Bánh khọt này có hai nhân, một nhân tép và một xưng đậu xanh. Rồi má ăn đi má. Nè má ăn cái này ngon nè, cái này có nước cốt. Mình sẽ ăn cái bánh này. Bánh tép. Bánh tép. Không, mình đi đổ tép, ăn bánh tép. Bánh tép trước, mời cả nhà ăn bánh khọt. Mình tép. Đó. Cái nhân đậu xanh. Cái nhân đậu xanh em ăn trước, đậu xanh. Trời ơi, ta thấy gói gì mới ngon nè. Mời cả nhà ăn bánh khọt. Mời cả nhà ăn bánh khọt. Ngon quá. Còn em ăn cái gì em thưởng thức kìa. Rồi. Gói mới quá. Đậu xanh vô mới ngon. Từ cái vị nè. Má biết mấy trái dừa không? 5 trái, 6, 7 trái. 7 trái. Đậu hết luôn bà cô. Đậu chùa một trái nào luôn á. Sẵn nào luôn ha. Hết trơn luôn mà. Ba cho em nạo 7 trái dừa. Chưa chưa. Chừng ký tép à. Lấy chừng ký tép thôi. Mình cháu mình được mấy ký tép không đó? 2,5 kg. Này thôi mình được đi hái được. Ra mà gói bánh xèo á. Cái là đây là rau kia rau rừng á. Bao nhiêu rồi là đủ rồi nè. Nhóc rau còn rau gì nữa. Hết rồi. Cái gì nói một thứ một một ít đó. Cái đó. Hai cái nè. Anh cái này lại nhân đậu lại. Nhân đậu ngon hay nhân tép ạ? Ngon. Ngon hả? Béo à. Đúng rồi, hết rồi. Đậu xanh béo hơn đúng không? Béo. Đó là món ruột của tôi mà. Ngồi dưới vỏ mọi người bị cũng giữa. Không dám thở luôn. Ừ, đậu xanh nè. Nghĩ ăn rau ăn bánh không à. Bánh không đi cô, để rau cho tôi ăn cho. Ăn bắp ngon hơn chút. Nữa hả? Nghĩ ăn thua. Bánh xèo bánh thọt ăn bắp mới ngon. Để tôi nhìn cái gắp cái này. Nói tôi gắp cái này. Tép hả? Tép ăn hồng, hồng cái, hồng cái thì chị nó mới ngon. Ngon chưa? Đi. Thôi, nó không nổi. Cô nhớ cô đố tôi không? Bông quá trời đẹp. Cô nó bông bập. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem những hộp kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào. Xin chào. Và hẹn gặp lại.